Dạ vâng, em này mến chào quý bác anh chị yêu đam mê đồ xi trên toàn quốc nhé. Kênh đồng hồ xi Nhật Thụy Sĩ cùng với kênh tiệm giấy xi 88 xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bác anh chị. Chúc quý bác anh chị có một ngày mới tràn đầy năng lượng nhé. Thì bên em shop em hôm nay lại có một nô giày thể thao đẹp nên là chia sẻ quý bác anh chị nhé. Với cái giá là từ hơn 200 nghìn trở ra đến ngoài hơn 500 nghìn anh chị nhé. Nó tùy vào cái độ mới của đôi giày anh chị nhé. Thì em xin nói qua về cái chính sách bán hàng của bên em. Bên em là có chính sách bán hàng là tất cả các đơn hàng em báo trên kênh đều chưa bao gồm phí ship. Nhưng mà bên cạnh đó cứ có anh chị nào chốt hàng chuyển khoản 100% thì em sẵn sàng bao ship nhé. Bên em vẫn có chính sách là mua 3 tặng 1 anh chị nhé. Nếu quý của anh chị mua 3 đôi xong một like hoặc bất kỳ like trước like sau, miễn là mua 3 đôi em xin tặng một đôi. Có thể quý của anh chị lấy đôi giày, đôi giày em sẽ có, em nói rõ em sẽ có tài giày riêng tặng quý bác anh chị nhé, kể cả lấy giày đen được, lấy giày thể thao được nhé. Và bên cạnh đó có thể là quý bác anh chị có thể là lấy dây bằng dây lưng, dây thắt lưng da bò mới anh chị nhé. Em đang bán trên kênh là 250.000 một con nhé. Cứ mua 3 con em tặng một thắt lưng hoặc một đôi giày giày da, giày đen hoặc đôi giày thể thao tùy ý các bác nhé. Và tùy size nhé anh chị nhé. Thì trước mắt quý bác anh chị đây là có một đôi Jubilant, thì cái đôi này thì anh chị nào mà kết thì báo em nhé, em báo giá anh chị nhé. Cái đôi này em search chiều với cháu em search ở trên kênh là nó mới của nó là trên dưới 5 triệu, trên dưới 5 triệu cái đôi này. Nhưng bây giờ nó cũ rồi, nó còn không được bao tiền nhá. Đó thì anh chị nào mà thích thì em xin phép được để lại cái cam một chút để cho nó của anh chị nhìn cho nó dễ anh chị nhé, anh chị xem cho nó dễ nhé. Đó. Bên em có rất nhiều các cái dòng, ví dụ như trước mắt của anh chị đây là những cái dòng giày bót, giày cát của Mỹ này, giày cao cổ này, giày cổ nứng này, giày da ngựa này, giày Ý em đều có nhé. Ví dụ như cái đôi lâu lâu là đôi da ngựa nhé, ví dụ cái đôi này là đôi da ngựa này. Đó. Ví dụ cái đôi này là đôi da ngựa anh chị nhé. Đó. Đôi da ngựa thì trong một con ngựa có phần da mông thì có phần đắt nhất, cái phần da mông của con ngựa là phần đắt nhất. Cái tên tiếng Anh, tên khoa học thì em không rõ, em có xem người ta view nhưng em không biết tiếng Anh. Các anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái phần da ngựa này nhé. Da phần da mông của nó là đắt nhất của cái phần da của con ngựa và nó chuyên để sản xuất những đôi giày có giá trị cao anh chị nhé. Anh chị nào thích thì cái này mỗi cái size nó bé thôi, chắc có khoảng 38 gì đấy, 38, 38 rưỡi và 9 gì đấy đâu, em chưa đo đâu. Đó. Thì hôm nay em có cả giày nam giày nữ nhá. Thì đây là một đôi giày nữ. Cái đôi này độ mới còn cực cao anh chị nhá. Độ mới còn rất là cao. Đây một đôi giày nữ này. Đó. Miso. Giày miso. Đó. Độ mới còn rất cao anh chị nhá. Đây là phần đế. Nó nhẹ lắm, giày chạy bộ cực nhẹ luôn. Đeo như không đeo luôn. Cái này hợp cho chị em phụ nữ này, chạy nhảy thể dục thể thao này, bóng chuyền, bóng bàn, aerobic rồi dân vũ đều ngon lành cảnh quát hết nha anh chị nhé. Giá rất là hợp lý. Đó. Đây là đơn số 1 có size 40, 320.000. 320.000 anh chị nhé, chuyển khoản em bao ship, ship COD để anh chị thanh toán tiền ship nhé. Đẹp lắm anh chị ạ. Đó là đơn số 1. Anh chị nào thích đôi nào thì chụp ảnh màn hình như thế nào các em nhé. Số liên lạc của em là 0987 377 553, số Zalo là 0947 05 4414 nhé. Em có để trên tiêu đề nhé. Nếu không có quý anh chị lật vào xem những video trước để biết thêm nhé. Đây là đơn số 2 có size 41, 320.000 anh chị nhé. Nó một đôi Nike. Độ mới còn cực cao. Đó, đây là đôi Nike anh chị nhỉ. Đây phần đế đây. Phần đế nó đây. Đó. Một đôi Nike 320.000 anh chị nhé. Giá rất là dễ chịu, 320.000 size 41. Đơn số 2 anh chị nhé. Tiếp đến là đơn số 3. Đơn số 3 có một đôi đế xốp. Một đôi đế xốp. Đó. Cái dòng này, cái phần này nó họ làm cao đây này, nó rất là ôm dáng và ôm gót anh chị nhé. À, logo của nó đây. Anh chị cũng nhìn rõ không? Cái này là đế xốp nhé,
dề trắng. Đây là đơn số 3, cũng có size 41, cũng có 320.000 anh chị nhé, cũng có 320.000 thôi, nó rất đẹp anh chị ạ, 320.000 anh chị nhé. Đây là phần đế đó, phần đế họ được dập logo rồi dập cái thương hiệu rất là rõ. Đây, 320.000 cho đơn số 3 size 41. Tiếp đến là đơn số 4, một đôi giày vừa nam vừa nữ, một đôi acid, một đôi acid chính hãng anh chị nhé. Cái này độ mới nó không được cao, em cứ nói rất là thật, đơn có size 39 cũng 320.000 anh chị em, một đôi acid đó, độ mới nó không bằng hai cái đôi đầu tiên anh chị nhé, 320.000 cho một đôi acid. Giày này giá này các chị anh chị không chốt thì còn chốt giày nào nữa, mùa đông cận cận kề rồi, anh chị cũng nhanh tay để chốt cho mình những đôi giày, một hai đôi giày về để giữ ấm đôi chân giúp chúng ta trong những mùa đông giá lạnh này nha. 320.000 đơn số 4. Tiếp đến là đơn số 5, đôi này thì đẹp lắm, đôi này cho chị em phụ nữ đẹp lắm, đẹp quá, một đôi đát anh chị nha, một đôi đát đó. Cái đôi này là xin lỗi em lại nhầm đơn rồi, xin lỗi. Đơn số 4 này. Ô. Đơn số 4, xin lỗi. Cái này là đơn số 5 nhá. Xin lỗi, đây là đơn số 5 chị nhá. Đây là đơn số 5. Đây là đơn số 5. Đây là đơn số 5 anh chị nhá. Số 5 size 41 này. 320.000. Đây là đơn số 5. Quên làm đánh giá lộn. Đây là đơn số 5 anh chị nhé. Có size 40-41. 40 đi vừa anh chị nhé. Cái này độ mới còn nhiều lắm, độ mới còn cao lắm anh chị ạ. Đó. Đẹp lắm. Cái đó giải chạy bộ này, thể dục thể thao buổi sáng này. Đến nó nhẹ bẫng luôn. Cái này mới quá, đôi giày này 320.000 anh chị ạ. Đi vào các chị thì có sướng, sướng chân mê đi. Đơn số 5 320.000. Tiếp đến là đơn số 6 anh chị nhé. Đơn số 6 này, một đôi giày đát. Một đôi giày đát chính hiệu anh chị nhé. Mõm sò phối da. Một đôi đát size 42, đơn số 6 size 42 có 350.000. Đây, anh chị xem trong lòng nót nó đây. Đó. Một đôi đát mẫu sò 350.000 anh chị ạ, size 42. Thích hợp cho mọi lứa tuổi anh chị nhé. Đó. Tiếp đến là số 7 anh chị ạ. Số 7 thì có size hơi to, một đôi nai anh chị. Một đôi nai. Đế trắng. Ở trong lòng nót thì màu đỏ nhá, đỏ không phải, nó không phải là đỏ hẳn đâu anh chị ạ. Đế trắng. Độ mới còn cao, đôi này độ mới còn cao, đơn số 7 size 43 này 360.000 anh chị. 360.000 phần đế đó. 360.000. Đơn số 7 360.000. Tiếp đến là đơn số 8 350.000. Với đát 350.000 anh chị nha. Đơn số 4 có size 40 350.000. Đơn số 8 350.000. Tiếp đến là đơn số 9, một đôi đế hơi từ đầu đến đuôi. Một đế hơi, một đôi đế hơi, thiết kế đế hơi giảm chấn này. Thích hợp cho anh chị chạy nhảy vận động nhiều nhá. Đơn này đơn số 9 có size 42, 420.000 anh chị. Giày này giá rất hợp lý anh chị nhá. Giá rất là hợp lý. Mua 3 đôi tặng 1. Mua 3 đôi giày tặng 1 đôi giày.
anh chị nhé. Một đôi giày anh chị có thể lấy giày, có thể lấy thắt lưng, có thể lấy giày thể thao, có thể lấy giày da, giày đen, tùy ý anh chị nhé. Chuyển khoản thì bao ship, ship COD thì anh chị thanh toán tiền ship. Một đôi đế hơi toàn phần đó, cái gì ích nhôm gì đây, đẹp quá đôi giày này. Này anh chị bạn quần jean thì đẹp lắm. Đơn số 9 size 42 420.000 anh chị ạ. Tiếp đến là đơn số 10. Đơn số 10 một đôi cổ lửng đẹp. Đơn số 10 size 40 40.5 anh chị nhá. Size 40 40.5. Đẹp quá. Đẹp mỹ mãn luôn. Một đôi cổ lửng này. Đẹp quá. Cái này của Hàn Quốc nhé, cái này của Hàn Quốc, sản xuất bởi Hàn Quốc anh chị nhé. Một đôi cổ lửng sản xuất ở Hàn Quốc, đơn số 10, size 40, 40.5, có hơn 400.000 thôi anh chị ạ, 420.000 thôi. Mua đi, chuyển khoản em bao ship cho. Phần đế thì ok, quá ok. Phần đế này anh xem này, cái gì Egen 3.000 này, đẹp quá. Còn đấy em tưởng nó bị lỗi nhưng không hề lỗi anh chị nhé. Đơn số 10. Tiếp đến là đơn số 11, 260.000 size 39, 260.000 cho đôi giày nữ này, rẻ hơn một đôi giày Trung Quốc, rẻ hơn một đôi giày gia công Trung Quốc anh chị nhé, rẻ hơn đôi giày Trung Quốc nhiều. 260.000 cho một đôi giày nữ này, có size 39 anh chị nhá, độ mới còn cao, đẹp lắm. Đôi này cái này trước, cái này đầu nó bán là 390, bây giờ có 260 rồi. Đơn số 11, đơn số 12 này. Đơn số 12. Đó, đơn số 12 có size vuốt 320.000. Những anh chị nào những này trước mà lấy đôi nó tương tự như này, em nhớ có đôi này em bán 420.000. Và hôm nay xem được nai này cũng thông cảm cho em nhé. Bởi vì nó tùy từng nai. Nó còn ít thì em bán rẻ đi thì em lấy tiền để em lấy hàng mới. 420.000 em nhớ không nhầm thì có nai bán cái đôi này 420.000, có bác lấy rồi. Bác xem được nai này cũng thông cảm cho em nhé. Thì bán hàng mỗi lúc nó mỗi khác. Phải nào mình bán thế các bạn. 420.000 em không nói sai đâu. Ngày hôm nay còn có hơn 300.000 thôi. Đó. Còn có 320.000 anh chị ạ. Một đôi Nike. Đơn số 12 size 41 320.000. Chuyển khoản nó bao ship. Đây là đơn số 13. 13 có size 40 cộng, đôi này có size 41 cộng nhé anh chị nhé, đẹp quá luôn này, trắng phối xanh, đế xanh, lòng nót xanh, đôi này độ mới còn cực cao. Một đôi lai da anh chị ạ, một đôi lai da đẹp quá. Đơn số 13 size 41 cộng 420.000 anh chị ạ. Độ mới lắm. Mới lắm anh chị ạ. Đế này, tuyệt vời. Gót đó. Mới chưa? 420.000. Đơn số 13. Tiếp theo là một đôi số 14. Đơn số 14 là một đôi một đôi đát đi, một đôi chạy bộ đát anh chị nhá, một đôi chạy bộ đát thích hợp cho chị em phụ nữ đấy. Phần sau họ thiết kế ôm gót chân này, ôm cái khỉu chân đằng sau đấy, cái phần này nó đỡ đằng sau này, rất là đẹp, dáng rất là đẹp, thiết kế đế xốp nhẹ bẫng. 350.000
đơn số 14 size 39 350.000 đó chị nhá. Đó, nó mới như mới tinh luôn. Như trong hộp luôn. Hàng mỗi cái hộp anh chị, thiếu mỗi cái hộp là giày mới anh chị nhá. 350.000 nó quá rẻ luôn. Không còn gì để nói. Đó. 350.000 đơn số 14. Đến là một đôi số 15, một đôi em đát dáng Bata, một đôi em đát dáng Bata. Đôi này của đát nhé, dáng Bata. 320.000 đơn số 15, có size 40. Đó. Hiệu đát, chính hiệu luôn. Xem sản xuất ở đâu. Không nhìn rõ. Cái này của Việt Nam nhé, sản xuất tại Việt Nam anh chị nhé. Sản xuất tại Việt Nam mình nhé. Đơn số 15, size 40, 320.000. Tiếp đến là những đôi giày đẹp của em. Một đôi giày Nike New. Một đôi giày Nike. Một đôi giày cổ lửng Nike. Cái này là da lộn nha anh chị nha. Da lộn. Một đôi giày hàng xuất. Đẹp lắm. Xem ở trong nó in những cái gì. Nó xuất đi bao nhiêu nước. In kín cái bảng này luôn. Kiếm cái bảng luôn đó. Con nào mà trẻ trẻ tuổi thì thích sự trẻ trung phong cách thì đi đôi này đẹp quá, ấm lắm mà nó nhẹ lắm anh chị nha, chứ không phải nặng đâu, nhẹ như không á. Đế kép, đế kép anh chị nha, không phải đế hơi mà không phải là đế đế xốp nhá. Con này có size nhỏ thôi, size 40, 40 để 5 vẫn đi vừa. 520.000 anh chị nhá, 520.000, 520.000 anh chị nhỉ. Đơn số 15, tiếp đến đơn số 16. Cũng đôi giày như lúc nãy. Cũng da nộn, nhưng màu này là màu gần màu ghi, gần như màu ghi anh chị nhỉ. Đơn số 16 size 42 cũng 520.000. Đây là ghi mã số gì đây? AFI gì đây? Đó. Đơn số 16 520.000, có size 42 anh chị nhỉ. Cũng đế kép anh chị nhá, cũng đế kép luôn. 520.000. Tiếp đến là một em Nike 6.000. Tiếp theo là đơn số 17 ấy. Size 42. Một em Nike đơn số 17. Nike P6000. Một đôi Nike P6000. Một đôi giày chạy bộ. Thể dục thể thao buổi sáng tuyệt vời. Đạp xe. Tuyệt vời luôn nha. Đó. Đơn này đơn 17 có size 42, 420.000 anh chị nhá. Đôi giày chạy bộ. Tiếp đến là đơn số 18 cũng có size 42, 420.000. Đơn số 18 có size 42, 420.000 một đôi giày đẹp. Đó. Đôi này thì thỉnh thoảng em vẫn có anh chị nhá, kiểu này thỉnh thoảng em vẫn có. Nay trước em bán nhiều tiền hơn, 420.000 nay trước em bán toàn hơn 500 hết. Anh chị là cứ lật vào những like cũ của em xem giá bao nhiêu anh chị nhé. Đó, đây là đơn số 18 có size 42. Tiếp đến là đơn số 19, một đôi đế hơi. Đơn số 19 một đôi đế hơi, một đôi cũng chạy bộ luôn. Đế hơi cũng thiết kế chạy bộ. Nó cũng nhẹ bẫng luôn. Còn đế này quá đỉnh cao, quá tuyệt vời luôn. Cái đế hơi giảm chấn rất là tốt anh chị nhé. Bóng chuyền trước này ok hết. 27C. Một đôi đó. Đơn số 19 này. Đơn số 19 27C. Size 42 350.000. Tiếp đến là đơn số 20, một đôi giày màu hường dành cho nữ thì đẹp. Một đôi giày màu hường dành cho nữ nha. Một đôi acid. Đơn số 20 size 39 320.000. Đơn số 20
239 320.000. Đó. Thì ngày hôm nay em nên cũng lên 20 đơn hàng gửi tới quý quan chị. Quý quan chị, cô bác anh chị vào xem kênh thì vui lòng dành cho em một nút đăng ký kênh nhá. Quý quan anh chị đăng ký kênh bằng cách là nhấn vào chữ đăng ký, nhất là những anh chị mới nhấn vào chữ đăng ký ở bên phải màn hình của quý cô bác anh chị. Rồi nhấn tiếp vào hình quả chuông, nhấn tiếp vào một chữ nữa. Vào hình quả chuông là nữa. Nhấn vào chữ tất cả. Thì khi đó anh chị là có xem được tất cả những video của kênh em tải lên bất cứ lúc nào anh chị nhá, giờ nào nhé. Đó. Đó. Cô bác anh chị là cứ mua 3 đôi thì em tặng một cái dây lưng hoặc một đôi giày bất kỳ anh chị nhé. Một đôi giày bất kỳ là em lựa nhá, chứ không phải là giày em ở trên Nai anh chị nhé. Giày ở trên Nai, không phải đôi giày trên Nai anh chị nhé. Em có thể gửi cho anh chị tham khảo một vài mẫu. Còn đây là cái mẫu thắt lưng da bò, em có bán giá 250.000. Thắt lưng này em đang bán giá 520.000 anh chị nhé. 520.000, cái này dài 1m2, bản 3.5 anh chị nhé. Đôi giày da bò xịn, cái thắt lưng da bò xịn anh chị nhé. Đó, mua 3 một, em tặng một cái dây thắt lưng trị giá 250.000. Đó. À, em dừng lại ở đây nhé. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.